Chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận tốt. Hai bài hiện tại đâu. Phần link mô tả để bấm nút start chat chatbot. Con này cũng làm cũng thấy khá là ngon xíu nha các bạn. Để mình check thông tin nha các bạn. Ai bot. Các bạn bấm vào continue nha các bạn. Để mình làm nhiệm vụ tiếp theo các bạn. Nhiệm vụ tiếp theo các bạn join kênh Telegram group nữa các bạn. Rồi các bạn join vào. Rồi các bạn. Trên sàn Vindad nha tất cả anh em. Vào bữa 20 nó sẽ lên sàn Vindad. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Mà không biết 20 tháng mấy ngày mà cái đó các bạn giao dịch các bạn. Rồi các bạn tiếp theo dọn kênh Chalar này góp rồi kèo này em thấy khá là ngon các bạn, ok cứ làm đi các bạn. Thường thì những kèo này góp chứ khoái làm lắm. Rồi các bạn, rồi bạn mới đáp lại rồi bấm đi tên rồi các bạn gỡ đi chị. Wow. Rồi tiếp theo các bạn gỡ username, các bạn nào không biết thì vào setting copy Google Telegram của mình nhé. Telegram của mình đó nha. Vậy trang cá nhân của mình thôi các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Rồi các bạn mở với ETH/GRC20 qua các bạn dùng ví chocolate, máy server wallet, MetaMask, token trên nền tảng GRC20 các bạn. MetaMask không được dùng ví sàn. Rồi. Các bạn mở ra các bạn. Các bạn chờ mình chút. Rồi các bạn khớp sao chép nè. Rồi các bạn mở bot Telegram ra là các bạn bắt vào các bạn gửi cho nó nè. Video của mình các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi. Các bạn ở đây là link ghép của mình, các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn bấm vào xác tiếp để mình nhận bao nhiêu tục cần các bạn. 50 không? 20 tục cần các bạn. Rồi bấm vào withdraw nè. Rồi nó nói vào ngày 23 tháng 10 năm 2020 sẽ phân phối nha các bạn. Có thông tin không?